Thưa nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sam núi bông thành phẩm nhà mình nha. Cây quá là sung luôn, xanh tươi tốt nhà mình. Cây này có mã số 812, có số đo hoành gốc là 10, cây cao là 42, cây đang nằm chậu lọt lòng là 30 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 3.000k bao ship luôn chậu nha. Sam núi bông thành phẩm nhà mình. Bông nó đang ra luôn nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn. Quá khỏe nha. Cây chi cành rất là côn luôn nha mình nha. Rất là côn luôn. Xanh tươi tốt luôn. Thân lắc luôn nha, lắc quái luôn. Rồi mã số 812, 3.000k bao ship, sam núi bông thành phẩm nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây dáng trực lắc, cây rất là già luôn, một thân một cốt luôn. Cái này có mã số là 813, có số đo hoành gốc là 32, cây cao là 60, tính thân chính nhà mình. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 32. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1.200k bao ship luôn chậu. Cẩm thị phong thiên nhiên đây, cây một cốt cho mình nha, một thân. Cây trực lắc nha mình, cây rất là già luôn, cây sống khỏe rồi nhà mình yên tâm nha. Đây, xanh tươi tốt luôn. Rồi mã số 813, 1.200k bao ship luôn chậu. Cẩm thị. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây tanuki bám đá nhà mình nha. Cây này, cây ghép là cây linh sam đa ưu điểm nhà mình. Cây nhà vườn mới vừa dây định hình em nói nha, vừa dây nước hai rồi. Đây, dàn rễ nôm nhà mình đang cho bám đá nhà mình nha. Cái này có mã số 814, có số đo hoành gốc trên đây nha mình nha. Hoành, mình tính hoành ngay chỗ đây nha, hoành tròn qua là 35. Cây cao là 43. Cây có cái tán nha mình, tán ngang nha, là 60. Cây đang nằm chậu tàu lọt lòng là 25 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1.500k bao ship luôn chậu nha. Tanuki đây, chậu bám đá nha mình. Cây này mình sử dụng một cây sống, mình ghép vào một cái khúc lũa thép nha mình nha, để hồi sinh một khúc lũa vậy, khúc bỏ đi vậy. Đây, cây ghép xé rảnh nó cũng liền mạch luôn nhà mình. Dàn rễ nôm nha mình nha, đánh đổi thời gian để có tác phẩm đẹp nha mình. Đây, cho bám đá luôn nha mình nha. Cây độc non đang ra này, xanh tươi tốt luôn, mình yên tâm. Lũ thép này là lũ thép linh sam nha mình nha. Rồi mã số 814, 1.500k bao ship lên chậu tanuki. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây dẹp nhà mình nha. Cây này là gợi nhớ tuổi thơ nha mình. Cây thân lắc lượng luôn, cây này cây rất là quái nha mình nha. Cây này vô cũng 2-3 nước dây nha mình, cây bán thành phẩm rồi. Cây này có mã số là 811, có số đo hoành gốc ngay đây nha mình là 37, cây cao là 70, cây có chiều dài của cái tán nha mình nha là 75. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 40 nha mình.
Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 4.000k bao ship luôn chậu. Một cây dẹp. Cây gụi gợi nhớ tuổi thơ nha mình nha. Đây. Cây này nhà vườn có tác động máy làm lũa cho mình nha. Đây. Này. Tác động máy nha. Cây này cái ngọn này nha mình. Cái ngọn này mình ăn chung với chấm mắm đồng, mắm nêm là hết sảy con 37 luôn. Trái cũng vẫn ăn được luôn nha mình. Này. Tuổi thơ mà không biết cây này là chắc cũng mệt lắm ạ. À. Nhà mình xem tham khảo nha. Giờ bonsai mình chơi là không có nói chủng loại nha mình. Đây. Thằng nó co quái luôn. Trái ngọn là ăn được hết nha. Cây này quá VIP cho mình. Rồi mã số 811. 4.000k bao ship một cây dẹp nha mình nha. Nhắc đến cây này tuổi thơ ai cũng biết hết ạ. Dàn lũa làm nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.